Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Tôi đọc trước một câu và Hội Thánh đọc một câu, chúng ta đọc lần lượt hết phần kinh thánh này. Bây giờ Sao-lơ chỉ hằng ngầm đe và chém giết môn đồ của Chúa không thôi, đến cùng thầy cả thượng phẩm. Như Sao-lơ đang đi đường gần đến thành Đa-mắc, thình lình có ánh sáng từ trời soi sáng chung quanh người. Người thưa rằng lại Chúa là ai? Chúa phán rằng ta là Giê-xu mà người mặc bờ. Những kẻ đi cùng với người đều đứng lại sững sờ nghe tiếng nói mà chẳng thấy ai gì hết. Người ở đó trong 3 ngày chẳng thấy, chẳng ăn và cũng chẳng uống. Chúa phán rằng hãy chờ dậy, đi lên đường ở đường ngay thẳng, tìm tên Sao-lơ, người tạc sơ ở nhà Giu-đa, vì người đang cầu nguyện. Ananias thưa rằng lại Chúa, tôi có nghe nhiều kẻ nói người này đã làm hại biết bao các đấng thánh của Chúa trong thành Jerusalem. Nhưng Chúa phán rằng, hãy đi vì ta đã chọn người này làm một đồ dùng ta để đem danh ta đồn ra trước mặt các dân ngoại, các vua và con cái Israel. Ananias bèn đi vào nhà rồi đặt tay trên mình Sao-lơ mà nói rằng, hỡi anh Sao-lơ, Chúa là Giê-xu này đã hiện ra cùng anh trên con đường anh đến tới đây, đã sai tôi đến đây hầu cho anh được sáng mắt lại và đầy dậy Đức Thánh Linh. Khi người ăn uống rồi thì được mạnh khỏe lại, Sao-lơ ở lại một vài ngày với các môn đồ tại thành Đa-mắc. Amen. Yeah. Chủ đề tôi chia sẻ với ông bà chị em buổi sáng hôm nay đó là từ kẻ bắt bớ đến chứng nhân đắc lực cho Chúa Giê-xu. Trong cái vấn đoạn kinh thánh này chúng ta thấy đây là một nhân vật rất là đặc biệt. Đặc biệt từ cái sự khởi đầu của ông, từ cái gọi là từ cái con người của ông, và đặc biệt cho đến khi mãi về sau khi ông trở thành môn đồ của Chúa Giê-xu. Từ một con người bắt bớ, từ một con người sốt sắng về việc bắt bớ đạo Chúa, bắt bớ những người theo Chúa, và thậm chí được cái giấy phép để có thể giết người ta. Nhưng mà Chúa đã bắt phục người này bằng quyền năng của chính Ngài. Chúng ta thấy ở từ câu số 1 cho đến câu số 3 thì cái thánh ghi là gì? Sao-lơ hằng ngăm đe và chém giết môn đồ của Chúa không thôi. Và ông đến thầy cảnh quẩm và được cái bức thơ để gửi cho con thánh thành Đa-mắc, các hội thành Đa-mắc, hầu cho kẻ gặp người nào thuộc về đạo, bất cứ đàn ông đàn bà, thì trói và giải về thành Jerusalem. Và chị em thấy xuất phát điểm của Sao-lơ có phải là một người hoàn hảo không ạ? Một phương diện với đứng được góc độ cái nhìn của đạo Chúa, cái nhìn của người tin Chúa Giê-xu, thì rõ ràng ông là một người bắt bớ, ông là kẻ phạm tội. Nhưng đứng về cái góc độ của người Pha-ri-si thì ông là người gì? Hoàn hảo, nhiệt quyết. Ở trong Philip chương 3 ghi lại rõ là gì? Ông nói rằng gì? Về việc bắt bớ đạo Chúa thì ông là người sốt sắng. Nhưng mà về việc giữ theo luật pháp của Mô-xe thì sao? Không chỗ trách được. Cho nên nói về một góc độ, mình nhìn từ phía góc độ của con người, thì ông là một người công chính, là một người ngay thẳng, là một người sốt sắng. Nhưng mà đến góc độ của người tin nhận Chúa thì ông là người bắt bớ, ông là người giết hại, ông là người tội lỗi, tội đồ trước mặt Đức Chúa Trời. Cho nên xuất phát điểm của tôi và chị em là như có thể là chúng ta từ góc độ nào chúng ta không biết. Nhưng mà cái quan trọng là chúng ta có để được Chúa bắt phục và chúng ta có chịu đầu phục Chúa hay là không. Và khi một người, cho dẫu người đó là ai, nhưng mà nếu người đó chọn sự đầu phục Chúa thì người đó sẽ được Chúa sử dụng một cách hiệu quả và có thể vượt trội hơn những người mà cho mình rằng là mình là người hoàn hảo nữa, bởi vì người đó được tha thứ nhiều
và người đó yêu Chúa nhiều hơn và tận tụy cho công việc của Đức Chúa Trời. Có ba giai đoạn của con người này. Thứ nhất là giai đoạn bị bắt phục. Ông bị bắt phục bởi điều gì? Trở lại ở trong đoạn chính này thì anh chị em thấy ở trong câu 3. Nhưng Sao-lơ đang đi đường đến thành Đa-mách, thình lình có ánh sáng từ trời soi sáng chung quanh người. Câu 4, người té xuống đất. Như vậy cái điều đầu tiên mà ông bị bắt phục đó là hoàn toàn là bởi Chúa, phải không ạ? Có một cái ánh sáng từ trời chiếu sáng xuống trên đời sống của ông. Và vì cái ánh sáng đó ông té xuống đất. Nó có một cái tín hiệu nào đó trong cá nhân của người đó, hoặc là chúng ta có thể gặp một nan đề, và nan đề đó khiến chúng ta té ngựa. Một khi chúng ta cậy vào cái sức riêng của mình, chúng ta làm cái công việc của Đức Chúa Trời hay là làm công việc gì đó, nhưng cho đến khi chúng ta chịu sự bắt phục, và sự bắt phục đó đến từ trời. Nếu không có ngã ngựa này, nếu không gặp cái ánh sáng lớn này, thì Sao-lơ vẫn chưa chịu bắt phục. Cho nên có những con người bước theo Chúa, có thể chúng ta bị bắt phục như là Sao-lơ. Đó là có một ánh sáng từ trời, cũng là một cái sự bày tỏ siêu nhiên của Chúa đến trên đời sống của chúng ta. Có thể trước khi chúng ta bước vào chức vụ, chúng ta gặp cái điều đó, rồi sau đó chúng ta bị bắt phục và chúng ta bước vào trong chức vụ. Nhưng cũng có những người bước vào trong chức vụ rất là thuận buồm xuôi gió, không bị găm gặp bất cứ một cái gì hết. Ngày xưa anh chị em biết, khi mà tôi bắt đầu đi học vì Chúa, thì tôi cùng đi với anh em kia, và chúng tôi đi trên, anh đã có chiếc xe su, gọi là su cào cào, rồi chạy chạy hay thì mà bốc lắm. Và chúng tôi đi mà trên xe hát ngợi khen Chúa, vừa chạy xe vừa hát, nào cùng nhau ta lên tiếng hát vui mừng đủ thứ, rồi trong danh Chúa Giêsu ma quỷ phải thôi lui là ào ào vậy đó. Và hai anh em phấn khởi lắm. Ồ, cảm tạ Chúa, mình chưa bao giờ phạm một cái lỗi lầm gì nặng hết. Và anh cũng vậy. Và anh em phấn khởi để đi lắm. Nhưng một ngày kia anh chị em, ngày kia ảnh nhắn tin cho tôi rất là khuya, lúc đó khoảng tầm 10 giờ đêm rồi, mà tôi đang đi ở trên Củ Chi tôi đi về. Anh ơi, bố ơi, anh ngã ngựa rồi. Tôi nói ngã ngựa là sao? Anh thua cuộc rồi. Tôi nói giờ anh ở đâu? Anh đang ở gần chỗ em, gần nhà em. Tôi nói được rồi, anh chờ em ở đó. Thế là tôi chạy về gặp anh ngay tại cái cầu thang giữa của Lô Di Cư Sát Đà. Rồi bắt đầu hai anh em ra ngoài công viên ngồi nói chuyện tâm sự. Anh nói anh thất bại rồi. Nói thất bại gì? Anh thất bại về tình yêu rồi. Anh đã gọi là giữ trinh tiết cho đến 30 mấy năm, nhưng mà trong một lần anh không có giữ được nữa và anh đã thất bại. Và anh bị mang cái sự định tội. Anh cảm thấy rằng mình là một người hầu Chúa, mà tại sao mình như vậy? Anh dằn vặt, anh nói là anh là người không trả chi, anh là người tệ bạc, anh là người đáng xấu hổ. Và bao nhiêu cái lời tự miệt thị mình trên đời sống của anh. Tôi lắng nghe. Và tôi nói anh một điều này. Cái quan trọng không phải là chúng ta ngã bao nhiêu lần, nhưng mà quan trọng là chúng ta biết đứng dậy từ cái chỗ ngã đó và chịu trách nhiệm. Và sau khi chia sẻ đó thì anh được kê giường, anh được an ủi. Và cảm tạ Chúa thì sau đó anh bước vào trong hôn nhân với cái người đó. Và anh đã trở lại trong cái chức vụ hầu vị Chúa. Tất nhiên, để có thể trỗi dậy và để phục hồi sức thuộc linh anh chị em nhé, thì nó có một cái khoảng thời gian phục hồi và anh được Chúa ban cho ơn. Cho nên nếu một khi mà chúng ta vỗ ngực xưng tên, giống như là Phi-e-rơ nói như thế nào ạ? Ai chối thầy chứ riêng tôi không chối. Đó là lúc mà chúng ta đang làm gì anh chị em? Thách thức kẻ thù. Thắng là thua ạ? Thua là cái chắc. Tại mình thách thức mà. Chúa không minh vực được. Nhưng mà cho nó ta cầu nguyện cho ngươi để gì? Để ngươi đứng vững vượt qua được. Ta cầu nguyện cho ngươi để ngươi đứng vững và vượt qua được. Cho nên trong cái sự hầu vì Chúa của chúng ta, có người thì gặp đối diện cái ánh sáng từ trời như là Sao-lơ trước khi bước vào cho chức vụ. Nhưng cũng có người chúng ta đi vào chức vụ sớm, nhưng chúng ta cần phải tôi luyện. Cần phải được tôi luyện. Tôi luyện đôi khi là cái sự rèn giũa, đôi khi là cái sự tỉa sữa để cho sai trái hơn, như là Chúa cần cắt những cái gì đó mà nó ương ngạnh, nó chưa vân phục, nó chưa đầu phục, thì Chúa phải dùng những cái ngọn roi hoặc là Chúa dùng những cái kéo để bén, để cắt. Và anh chị em cứ nghĩ không, một để cắt một cái loại nào đó cần có một cái kéo hay là cái dao hay là một cái vật sắc bén hơn tương ứng với cái ương ngạnh kia để có thể lọt giũa.
để có thể mài một cái dao để cho nó bén, anh chị em lấy cái gì để mài, đá mài, hoặc là có giờ chúng ta lấy cái ống hút để chúng ta mài dao không, nó đứt luôn ống hút luôn. Cho nên có những điều là gì, có những trường hợp là Chúa dùng những cái ngọn roi, Chúa dùng những cái kéo, nó tương ứng với cái độ cứng của cái vật mà Chúa muốn tỉa sửa. Trong khi nếu chúng ta chọn sự đồng phục thì Chúa tỉa sửa nhanh lắm, Chúa tôi luyện nhanh lắm. Nhưng chúng ta càng vùng vẫy thì sao ạ? Mà nếu chúng ta không chịu tỉa sửa thì sao? Không sai trái và Chúa sẽ không sử dụng. Vừa rồi chúng tôi coi một cái clip, có một cái con cừu này nó bị lạc bầy. Nó bị lạc bầy và gần chục năm. Đến khi mà những người thợ đi rừng, họ mới thấy được cái con cừu này. Mà nhìn không ra con cừu. Có nghĩa là cái thân nó là có tí xíu à, nhưng mà cái bộ lông của nó dài mà nó che phủ hết, con mắt nó không còn thấy đường nữa, tại vì cái lông nó che không thấy đường nữa, nó như là người mù, nó đi lủi. Và nó nổi, anh chị em biết cái khi mà cắt cái lông của nó cứ xoắn, nó dày đến nỗi là cái lông nó nặng gấp đôi cái con cừu. Và người ta đem về, điều đầu tiên người ta làm là gì anh chị biết không? Cắt cái lông nó đi, cắt xác luôn cái da nó luôn. Làm ơn cho nó hay là hài đó, làm ơn cho nó. Và khi cắt ra thì nó trút bỏ cái gánh nặng đó, nó đâu có mập đâu, nhìn thấy nó to thiệt là to như mày, nhưng thật sự bên trong nó ốm chết à. Bắt đầu người ta cho ăn trở lại, và nó phải được đưa vào trong bầy để người chăn tiếp tục chăn bầy cho nó. Bởi vì nếu không nó đi lạc một lần nữa thì có thể chính cái việc không tỉa sữa đó nó sẽ tự giết nó. Bây giờ tôi hỏi anh chị em có muốn sai trái không? Là một người hầu vì Chúa, đừng nói là chúng tôi là mục sư, tôi mục sư Lâm hay mục sư Tương Thiết. Không phải là mục sư mà chúng tôi không được tự sửa đâu. Phaolô nói như thế nào ạ? Vì Chúa mà tôi bị gì ạ? Bị giết cả ngày. Chúng tôi được tự sửa theo một cái góc độ khác. Chúng tôi được tự sửa theo từ cái lời ăn tiếng nói của chúng tôi. Chúng tôi được tự sửa theo từ cái hành vi của chúng tôi đối diện ở bên ngoài. Nhưng mà có những người mới, anh em bước vào cho chức vụ, anh em cũng được tỉa sửa và dường như anh em chịu không nổi. Anh em cảm thấy vùng vằng chịu không nổi. Nhưng tôi nói với em rằng nếu không té ngựa thì không bao giờ kinh nghiệm được quyền năng lớn của Chúa đâu. Nếu không chịu tỉa sửa thì chúng ta không được sử dụng lớn lao đâu. Và khi tỉa sửa thì cái người chịu tỉa sửa đó có hai thái độ. Một là đầu phục hoàn toàn, Chúa ơi con chịu tỉa sửa, như thế nào con cũng chịu tỉa sửa hết. Còn cái thứ hai là gì? Lui đi. Và cảm giác lui đi đó, mình là một người rất là gì? Cao thượng. Nhưng mà đó là sự lừa dối của ma quỷ. Chúng ta không thể nào hầu việc Đức Chúa Trời mà không được nhào nặn. 100% những người mà bước vào chức vụ, cho dẫu đó là người dạy giáo lý, cho dẫu là người đi thăm viếng, tư vấn cho một ai đó, thì tất cả đều phải chịu tỉa sửa. Mục đích là để sai trái, mục đích là để chiếu sáng danh Chúa ra, mục đích là làm gương cho tín đồ. Có những anh chị em đi hầu vì Chúa một thời gian rồi bắt đầu gặp nan đề. Có người thì nan đề về tài chánh, có người thì nan đề về tình cảm, có người thì nan đề về cái lời nói, sự kiêu ngạo hay gì đó. Và tất cả đều phải chịu tự sửa hết. Lúc đầu đó là cớ buồn bã. Như ở trong sách Hebrew chương thứ 12 ghi như sau. Hebrew 12, anh chị em cùng đọc với nhau. Câu 11. Thì bắt đầu. Thật các sự sửa phạt lúc đầu coi như một cớ buồn bã, chứ không phải sự vui mừng, nhưng về sau sanh ra bông trái công bình, bình an cho những kẻ chịu luyện tập như vậy. Trong gia đình tôi và tôi thì chúng tôi thống nhất với nhau một điều rằng một người phải đóng vai ác, nhưng một người không phải là binh vực cái điều sâu sai trái đó, nhưng mà không thỏa hiệp, nhưng lại làm gì? Gây dựng, chăm sóc, xoa dịu. Và trong lúc xoa dịu không phải là tố cáo cha của nó. Chẳng hạn như bây giờ con của tôi nó sai, tôi có thể sửa phạt nó, tôi có thể đánh nó, tôi có thể quở trách nó. Mà bây giờ nếu vợ tôi nói rồi, thôi ba con vậy, nó tánh ba con nóng lắm, tánh ba con vậy ba con sai rồi, cho nên bây giờ để đừng gì, đừng lo, có mẹ này, mẹ có sửa được con này không, đứa con này không? Không bao giờ. Cho nên chúng tôi thống nhất với nhau một điều là
Khi giả sử tôi đang dạy con thì vợ tôi không được xen vào. Vợ tôi đang dạy con, tôi không được xen vào. Cho dẫu cái lúc nóng giận có thể nói một cái lời gì đó nó không đúng, nhưng mà tôi đem con tôi đi ra. Giả sử như vợ tôi đang làm, nhưng mà sau đó mọi việc xong rồi, hoặc là tôi nói chuyện riêng với con tôi, hoặc là tôi nói chuyện với vợ tôi, và tôi nói chuyện với con tôi không bao giờ nói rằng gì, mẹ con sai rồi. Và cho dẫu vợ tôi có thể sai trong cái lúc nóng giận, nhưng mà khi mà tôi gọi trách con tôi nói con tôi xoa dịu nó, và tôi nói những cái điểm tốt của cái việc mà sửa dạy, nó sẽ giúp cho con tốt hơn, mà con chọn cái sự đau phục. Và tôi mở lòng để tôi có thể tâm tình, để con có tôi có thể hiểu được. Và tôi nâng cái giá trị nó lên để một giá trị cao hơn, chứ không có phải là dập người này xuống, chê người này để nâng người kia lên. Và tôi biết anh chị em, trong những người hầu vị Chúa, nhất là chúng ta trong cái lĩnh vực tư vấn, chúng ta rất dễ hạ người này xuống, chúng ta nâng người khác lên. Giả sử ai đó đang nói chuyện với mình, mà ta nâng mình lên chê cái người kia, đây là rất là nguy hiểm. Chúng ta đang tạo ra một tiền đồ là gì? Chính những người mà chúng ta gọi là bao che, chúng ta bao dung đó. Bao che đó, họ từ từ là gì? Họ không coi ai ra gì hết, và họ vẫn dung dưỡng cái lối xấu đó. Kiểu đó sẽ hại họ. Cho nên trong những người hầu vị Chúa, trong các em mới hầu vị Chúa vậy, có những lúc tôi vợ trách, và tôi cũng quan sát để xem anh chị em của mình có cái tiến bộ trong sự thay đổi hay không. Và khi mà họ chịu cái sự sửa trị của Chúa rồi đó, thì lúc bây giờ tôi tin một điều rằng anh em phục vụ Chúa trở lại hiệu quả hơn, và sẽ không rớt lại cái chỗ mà mình đã từng rớt. Một lần nữa tôi hỏi ông bà chị em, có muốn được sai trái không? Dạ. Như vậy thì chúng ta không có dễ ngươi cái sự sửa phạt của Chúa. Nếu anh chị em coi thường sự sửa phạt đó, thì tôi cho em trước sau chúng ta cũng phải ngã ngựa thôi. Một là để ánh sáng của Chúa làm cho chúng ta ngã trong ánh sáng của Chúa. Hai, kẻ thù nó làm cho chúng ta ngã, thì anh em muốn cái nào? Hãy để cho Chúa sửa. Đôi khi trong cái đời sống hầu vị Chúa chúng ta còn có những cái đức tính mà có thể chúng ta được người này, được với người này, nhưng sẽ không được với người khác. Và đôi khi chúng ta có những cái năng đề mà chúng ta giải quyết, chúng ta lại cố gắng bằng cái sức của mình để vung vẩy, để chúng ta có thể ra được nó. Hoặc là chúng ta có thể chạy trốn, như trường hợp của Gia-cốp chạy trốn Ê-sao anh của mình 20 năm. Ông cũng ngon lắm chứ, cũng cưới vợ, cũng sanh con đẻ cái, cũng có giàu có, cũng có chiên bò lừa, tất cả mọi thứ. Nhưng có một điều ở trong ông là gì? Sợ hãi. Có một năng đề ở trong ông mà ông không thể giải quyết được bằng cách chạy trốn khỏi anh mình, bằng cách chạy trốn khỏi cái nơi mà gây ra năng đề. Nhưng chúng ta cần phải đối diện với nó. Và Đức Chúa Trời đã đưa Gia-cốp đến cái chỗ là phải đối diện với cái điều sai trật của ông. Trong một lần sau khi rời khỏi La-ban là cha vợ để trở về quê hương của mình, thì Gia-cốp đến cái rạch Gia-bốc. Tại đó Gia-cốp vật lộn với Đức Chúa Trời, với thiên sứ của Chúa. Mà trong vật lộn đó ông thắng. Nhưng mà Chúa đổi tên ông từ Gia-cốp thành Israel. Nhưng thêm một cái điều nữa là ông bị thiên sứ làm gì ạ? Đánh chặt cái xương hông và đi khập khiễng. Phao-lô thì bị gì ạ? Té xuống và bị mù. Gia-cốp bị gì? Chặt cái xương hông. Trước khi ông gặp gỡ Chúa, ông rất sợ Ê-sao. Đúng không anh chị em? Nhưng khi ông gặp gỡ Chúa và ông nói gì? Mắt tôi đã thấy Chúa và linh hồn tôi được giải cứu. Bây giờ ông làm gì? Đối với Ê-sao, ông còn sợ hãi nữa không? Ông không còn sợ hãi nữa. Theo anh chị em thì Gia-cốp được thay đổi hay là Ê-sao được thay đổi? Ai thay đổi ạ? Gia-cốp thay đổi trước. Khi chúng ta được Chúa Ngài bắt phục, khi chúng ta được Chúa tỉa sửa, thì kể cả cái nan đề mà chúng ta đối diện đó, nó cũng được thay đổi luôn. Bao nhiêu người tin cái điều này ạ? Khi chúng ta đẹp lòng Đức Chúa Trời thì sao? Chúa khiến kẻ thù cũng làm gì? Trở lại hòa thuận với chúng ta. Tôi đọc mãi cái phân đoạn Kinh Thánh đó, tôi dạy nhiều lần về vấn đề Gia-cốp đổi từ Gia-cốp thành Israel, có nghĩa là người cai trị như là con trai của Đức Chúa Trời, là hoàng tử. Nhưng tôi không nhìn thấy được cái ánh sáng đó một cách rõ ràng. Cho đến ngày nọ tôi đọc một vài nghiên cứu và tôi thấy được cái chỗ này. Wow, không phải là Ê-sao thay đổi,
mà là Gia-cốp được Chúa thay đổi. Gia-cốp gặp gỡ được Chúa, Gia-cốp chịu sự sửa phạt, sự gọi là sự tế sửa của Chúa. Và Gia-cốp dù cho cái chân của ông bị khập khiễng, nhưng có một điều rằng thuộc linh của ông không hề khập khiễng. Amen. Có thể cái vết nào đó ở trong đời sống của anh chị em có thể bị cái vết, người ta có thể nhìn lại, người ta nói anh chị em như thế này thế kia thế nọ, cái thằng đó quá khứ tệ lắm, cái cô kia quá khứ tệ lắm, nhưng điều đó không quan trọng bằng thuộc linh của anh chị em tại ngày thằng trước mặt Đức Chúa Trời. Mà điều đó Chúa cần không ạ? Chúa cần cho đời sống của chúng ta, Chúa cần cho chức vụ chúng ta, Chúa cần cho bài chiên, để vì chúng ta sẽ làm gương cho bài chiên đó. Tôi không xấu hổ để tôi nói về cái quá khứ của tôi, nhưng khi tôi nói về quá khứ của tôi thì người khác nghe và có hai cái thái độ khác nhau. Một người là tạ ơn Chúa vì con người này từng bắt bớ đạo Chúa, con người này từng xấu xa, tội lỗi đủ thứ, nhưng mà bây giờ được Chúa sức dầu. Nhưng một người khác nói, ồ, tưởng ổng tốt lắm lắm, ai ngờ ngày xưa ổng cũng tệ hơn người ta nữa. Bắt đầu người ta lấy cái quá khứ của anh chị em đó, người ta cứ nói mãi và người ta muốn dìm hàng. Tôi nói với anh chị em rằng đừng sợ, đừng sợ người ta dìm hàng. Chúa dìm hàng mới sợ, con người dìm hàng không có sợ đâu. Có người dìm hàng thì Chúa càng sức dầu cho anh em nhiều hơn. Có người có thể làm cho em bị tổn hại một cái điều gì đó, nhưng mà Chúa thì làm cho anh em cao trọng hơn. Đừng sợ và cũng không cần biện minh. Không cần biện minh quá khứ của mình là gì, không cần biện minh. Phao-lô khi gặp gỡ Chúa rồi thì ông nói như thế này: trong tất cả mọi người có tội, tôi là số 1. Vậy thì ai là số 2? Ai hơn ổng nữa không? Không ai hơn ổng nữa hết. Thì khỏi ai cần nói xấu nữa. Mà tôi cũng nói như vậy. Nhiều người nói, có biết không, một sư, người này nói xấu một sư thế này thế kia đủ thứ. Tôi nói, những điều người ta nói như đó chưa bằng cái điều mà tôi làm thôi. Tôi tệ lắm. Rồi anh chị em biết có một cái điều mà tôi đã đăng lên trong cái ban trong sự của Thánh. Thì như tôi nghe một tin tôi giật mình luôn. Trong cái dịp Covid thì Hội Thánh chúng ta có kêu gọi để dâng hiến cho Hội Thánh truyền giáo phục hưng. Trong đó có cô Mai Sao dâng qua tài khoản tôi là 500 ngàn. Mà chúng tôi gom hết lại, chúng tôi giao cho một người. Mở ngoặc đóng ngoặc, anh chị em biết người đó là ai không? Biết rồi đúng không? Nhưng mà khi người đó đưa cho thì không có đưa cái danh sách, và không có nói rằng đó là của tổng hội của Rema, mà người đó lấy danh của chính mình để làm công việc đó. Mà lạ lắm, khi một sư Phương Mới Tân á, ông gửi cái biên nhận á, thì ông gửi qua tôi. Nhưng mà lời cảm ơn thì cảm ơn cái ông mục sư đại diện đó, mà không có nói về Hội Thánh hết. Thành ra tôi tình ngay Lý Giang. Chúng tôi gửi mấy đợt, và tổng cái gửi đó thì nó cũng trên 10 triệu. Nhưng mà sau đó thì nhiều anh em có dâng thêm nữa. Và tôi quyết định tôi không đưa cho người đó để gửi nữa. Tại lúc đó chúng ta không đi được. Lúc mà cô Trung Loan ở trên cái chỗ mà cái bệnh viện tập trung ở trên Củ Chi đó, thì chúng ta không đi được, nhờ anh em trên đó đi. Tôi nghe cô Mai Sao nói, tôi giật mình, tôi nói cái điều này phải nói ra để cho anh em hiểu. Tôi không biện minh, bởi vì tôi là người ngay thẳng, tôi làm thật. Và phần còn lại tôi giữ lại, tôi nói tôi sẽ gặp cô Xuân Loan, tôi đưa tận tay cô, chứ tôi không có nhờ để chuyển nữa. Và trong một lần tâm đầu năm, khoảng là đầu năm 2022, tức là sau Covid đứng thời gian, thì cái chương trình của ông Sprang Trinraham, lúc đó bắt đầu một buổi họp đầu tiên ở cái chỗ khách sạn gì đó, và tôi được mời đến. Thì tôi gặp cổ, wow, mừng quá. Khi mà đi ra ngoài, trên đường đi về, thì lúc đó tôi không có tiền bằng Việt Nam, nhưng mà cái số tiền mà dâng hiến qua cái tài khoản tôi nó khoảng cỡ 4,6 triệu, 4,7 triệu gì đó. Thì lúc đó tôi lại đang có cái tiền đô của một cái người gửi cho tôi, và cho nó có 200 đô, và tôi cầm, tôi đưa 200 đô, nói thôi Hội Thánh tôi gửi cho cô, cảm ơn cô vì cảm ơn Chúa vì những điều mà cô đã chịu đựng. Tôi tin rằng những gì cô chịu đựng đó thì bây giờ Chúa đền bù lại cho cô, và tôi đưa cho cô 200 đô. Và đó là ngay thẳng tôi, ngay thẳng trước mặt Chúa. Tôi không có, và tôi nghĩ là tôi đã làm xong rồi thì thôi, tôi không nhớ lại. Nhưng mà trong mắt của nhiều người thì tôi là người ăn chặn 500 ngàn. Tôi nói thật, bây giờ nếu tôi ngồi lại tôi tính những gì mà Hội Thánh thiếu tôi, Hội Thánh trả nổi không cô Liên? Không trả nổi đâu. Có nhiều khi người ta dâng cho chức vụ tôi thảy qua luôn, tôi gây dựng chức vụ khác. Cho nên cái điều người ta nói chúng ta không, như thế nào nó không quan trọng anh chị em, nhưng mà quan trọng là chính chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời là như thế nào. Phải nó phải, không nó không. Không cần phải biện minh, càng biện minh càng tệ. Cho nên chúng ta thấy là ông Gia-cốp, ông đã được Chúa thay đổi, ông đã gặp gỡ Chúa để Chúa thay đổi ông.
Nếu ông chưa gặp gỡ Chúa, nếu ông chưa bị đánh chặt xương hông, nếu ông chưa được thay tên đổi họ, thì Gia-cốp sẽ tiếp tục dùng cái mưu mẹo của mình và sẽ chạy nữa chứ không bao giờ gặp gỡ để làm hòa thuận với lại Ê-sau. Nhưng mà khi được Chúa xử lý rồi thì chúng ta sẽ thấy cái nhìn của chúng ta sẽ khác biệt. Có những người anh chị em nhìn thấy cái mặt là khó chịu rồi, nhưng nếu chúng ta gặp gỡ Chúa thì trong con người đó tự nhiên chúng ta nhìn thấy có cái điều đáng yêu ở trong đó. Có những người chồng người vợ nói là tôi hết chịu nổi anh ấy rồi, tôi hết chịu nổi cô ấy rồi, nhưng mà nếu Chúa, hãy để Chúa đụng đến lòng của anh chị em thì anh chị em sẽ có nhìn khác về vợ và chồng của mình. Xin lỗi, một mình sống mình còn không chịu nổi mình nữa, đừng nói chi người khác chịu nổi mình. Có đúng không? Cho nên chúng ta cần có một cái melamin để kết nối lại. Anh chị em có biết cái melamin không? À, nhờ máy vô trong Google đánh chữ melamin rồi chiếu cái hình lên cho hội thánh cùng xem. Chúng ta cần cái melamin này nè để nó kết hợp chúng ta lại. Và với cái melamin này, anh chị em sẽ nhìn người khác hoàn toàn khác. Melamin có không? Hay là chữ laminin cũng được. Laminin, L-A-M-I, min. Có không ạ? Laminin. À, laminin đúng không? Để thầy gửi cho Hùng được không? Rồi được chưa? Được chưa? Laminin. Rồi đó, cái hình ảnh mà thầy gửi lên ạ. Được chưa anh chị em? À, xin lỗi hội thánh là thường thường là Kiên An cầu nguyện đó, tôi chia sẻ nó giống như là một cái bài tâm sự, nó hơi dài, anh em đừng, nếu ai có buồn ngủ thì xuống rửa mặt nha, tỉnh nha. À, thường thì giảng tôi không có giảng dài, tôi giảng có tiếng mấy à. Ủa xin lỗi, giảng có mấy chục phút à. Còn Kiên An cầu nguyện thì hơi dài một chút. Rồi xin chiếu lên ạ. Thầy gửi cho Hùng rồi đó. Đấy. Là tại sao cái đây là một cái chất đặc biệt trong cơ thể của chúng ta. À, nó được gọi là chất laminin. Cái chất này đó người ta phóng đại là 40.000 lần. Một cái này nè, người ta phóng đại 40.000 lần và người ta thấy có cái cấu tạo của nó là những cái chúng ta thấy có những cái xoắn đó, nó xoắn lại và trên và dưới hai bên nó có cái mốc. Thì cái này nó, cái tác dụng đó là gì? Là giữa các tế bào với nhau nó có cái chất này. Cái chất này đó là để kết nối các tế bào với nhau. Như vậy cái tế bào của chúng ta mà không có cái laminin này nè thì tế bào nó sẽ nó phân hủy, nó chết. Và chúng ta nhìn thấy nó là cái hình gì ạ? Hợp tự giá. Có phải tình cờ không chị em? Đức Chúa Trời tạo dựng nên thân thể chúng ta có phải tình cờ không? Để có thể kết nối với nhau ở trong Chúa, chúng ta được kết nối bởi những cái lắc léo. Đó đây, Chúa Giê-xu phải đứng giữa. Chúa Giê-xu đứng giữa. Khi chúng ta đặt Chúa Giê-xu đứng giữa từng anh chị em, từng thành viên một, thì mỗi một cái tế bào nó có giá trị của tế bào đó. Nhưng mà khi nó kết hợp với nhau, nó trở thành một cái thể thống nhất và nó có sức mạnh toàn phần. Không có melamin, xin lỗi, laminin này là thất bại. Cho nên nếu chúng ta đứng một mình thì chúng ta sẽ thất bại. Không bao giờ chúng ta đủ mạnh đâu.
Nhưng chúng ta kết nối lẫn nhau. Mỗi một người đều có cái giá trị của người đó. Xuất phát điểm của anh chị em là gì không cần biết. Nhưng mà khi tôi và anh chị em được Chúa Ngài tỉa sửa, Ngài sử dụng, và Chúa Ngài cắt chúng ta vào trong thân thể của Christ, thì có cái laminin này để giúp chúng ta có một sự kết nối với nhau. Và mỗi tế bào nó không va chạm với nhau được, mà nó có va chạm đi nữa thì nó va chạm với cái laminin này. Đó chính là tình yêu của Chúa. Một khi mà chúng ta bắt đầu còn va chạm, chúng ta còn tự ái, chúng ta còn bị tổn thương, chúng ta còn bị vấp phạm người này, vấp phạm người kia, chúng ta còn bị cái những cái lời nói chỉ trích làm cho chúng ta bị tổn thương, thì chúng ta đang phải cần cái laminin này với cái người đó. Có thể lắm, với cái người này tôi kết nối rất là dễ, với người kia tôi kết nối rất là dễ, nhưng mà với người nào tôi không kết nối được, thì tôi lại thiếu cái laminin này ở trong cái mối liên hệ đó. Như vậy nếu chúng ta được tỉa sửa, chúng ta được Chúa trang bị, và nếu chúng ta đầy cái laminin này thì sao chị em? Nếu cả người tôi đều phủ cái mặt laminin này thì tôi kết nối với ai tôi cũng kết nối được hết, phải không ạ? Tôi vẫn có thể yêu thương, tôi vẫn có thể tha thứ, tôi vẫn có thể hiệp một với họ được. Có thể tôi không làm việc với họ, nhưng mà tôi không thể không yêu thương họ. Có thể tôi không còn đứng chung với hội thánh họ, nhưng mà tôi không thể không là anh em với họ, bởi vì họ cũng là người tin nhận Chúa Giêsu. Trên ai có thể chối bỏ chúng ta, có thể ghét bỏ chúng ta là việc của họ. Nhưng mà tôi khích lệ anh chị em, đừng bao giờ mất cái laminin này. Bởi vì nó là cái sự kết nối giữa tôi với anh chị em. Và đồng thời nó cũng là sự bảo vệ một cách hoàn hảo trên đời sống của tôi và anh chị em. Xin Chúa nâng cấp chúng ta lên anh chị em. Nâng cấp chúng ta lên để chúng ta sẽ thấy, nhìn qua cái ánh sáng của Chúa, nhìn qua tình yêu của Chúa, chúng ta sẽ thấy tất cả mọi người đều tốt lành cả. Sứ đồ Phao-lô trước đó ông được là Sao-lơ, ông đã bị phải bị ngã ngựa, ông bị té xuống đất, ông bị bắt phục bởi ánh sáng từ trời. Gia-cốp được bắt phục bởi thiên sứ của Đức Giê-hô-va và đánh ông chặt xương hông, và kể từ đó ông có cái nhìn khác về Ê-sa-u. Như vậy đừng mong người khác thay đổi, mà chính chúng ta hãy được Chúa gì? Chúa thay đổi mình. Chúa chạm mình trước. Amen chị em. Chúa chạm mình trước. Chúa ơi, xin hãy chạm con. Chạm con theo cách của Ngài, Chúa ơi. Chúa ơi, xin tỉa con theo cách của Ngài, Chúa ơi. Chúng ta không đợi để đến khi chúng ta ngã ngựa đau lắm. Đừng để đến khi đánh chặt xương hông đau lắm. Mà chúng ta biết rằng Gia-cốp phải đi khập khiễng suốt đời chứ không phải là hết đâu. Đôi khi cái tật đó đó, cái mà Chúa Ngài phải tỉa đó, nó là cái dấu theo chúng ta suốt đời không thay đổi được. Tôi nói một cách đơn giản, ví dụ như trường hợp của thầy Hào đi, bây giờ có thể thay đổi được không? Một lần ly dị vợ, thay đổi được không? Bây giờ ổng có thay đổi chưa? Ổng được Chúa thay đổi chưa? Ổng có vợ khác, ổng đang có một cuộc đời mới, một cuộc sống mới. Nhưng mà cái vết đó có thay đổi không? Vết đó sẽ theo ông suốt đời. Sau này ông có thành công đi chăng nữa thì ông vẫn luôn nhìn cái vết này, biết rằng mình đã từng một lần mà Chúa tỉa mình để kết quả nhiều hơn. Cho nên có nhiều anh chị em có những cái vết, có nhiều em không có cái vết, hoàn hảo, mừng lắm. Có nhiều người mong được như là một sư bảy, một sư trả mí, yêu nhau, dính nhau tới giờ luôn, như ông bà một sư trương thiết, không có tiếng tâm gì vấn đề tình cũ tình mới gì hết, hoàn hảo. Điều đó mừng chứ anh chị em, có ai không mong muốn điều đó? Thường chúng ta biết là đẹp, lý do tại sao mà phải bị trẹo cái chân, trẹo cái xương hông. Thế anh chị em thì gì? Tại sao Gia-cốp phải bị trẹo cái xương hông vậy? Tại sao anh chị em? Hay hai từ thôi. Dạ. À, để cho ông nhớ Chúa hoài. Nhưng mà ý là tại sao ông phải bị đánh chẹo cái xương không? Ông mới được Chúa dùng. Đơn giản. Cứng lòng quá. Cứng lòng. Mình nói thường nói là gì? Cứng lòng, cứng cổ. Mình đang lên án ông hả?
Vậy thì mình có cứng cổ không? Cái cứng cổ của ông khác, cái cứng cổ của mình khác. Có đúng không ạ? Nhưng mà dẫu vì chăng nữa, khi mà Chúa yêu thì Chúa gọi trách thôi. Chúa yêu, Chúa sửa thôi. Cho nên khi sửa đó lại, có thể người ta nhìn thấy chúng ta, người ta có thể chê bai chúng ta, nhưng mà bản thân chúng ta cảm ơn Chúa một điều rằng, cảm ơn Chúa vì con được tỉa sửa. Amen anh chị em. Xin Chúa ban phước cho chúng ta để rồi chúng ta không cần phải đến té ngựa hay là bị chặt xương hông thì chúng ta mới có thể thay đổi. Cho nên không phải là Ê-sao thay đổi, nhưng vì Gia-cốp đã được Chúa đụng chạm và ông đã nhìn Ê-sao trong ánh sáng của sự tỉa sửa của Chúa. Cho nên hoàn toàn ông gọi Ê-sao là Chúa của mình. Thậm chí ông nói là gì? Thấy Ê-sao như là thấy Đức Chúa Trời, kêu không? Tức là tôn trọng, yêu quý và tôn trọng. Và khi bắt đầu được Chúa tỉa sửa thì ông không còn là một người lừa đảo nữa, mà ông trở thành một hoàng tử. Cái ý nghĩa này tôi đã chia sẻ với Hội Thánh trong Chủ nhật vừa rồi. Khi linh tội mọi ra khỏi chúng ta có linh của Đức Chúa Trời, linh làm con nuôi, thì chúng ta có một cái nhìn trong ánh sáng mới. Đừng bao giờ mình nhìn mình với cái linh tối mọi cũ, nhưng hãy nhìn mình hay là nhìn người khác trong ánh sáng của linh làm con nuôi của Đức Chúa Trời. Anh chị em sẽ thấy có sự khác biệt. Có những người nói chồng tôi cứng lòng cứng cổ lắm. Thế nên nếu như nghĩ chồng mình cứng lòng cứng cổ thì không có làm gì thay đổi được chồng mình. Một cái trường hợp vừa rồi có một sự thay đổi rất là đặc biệt của cô Nhung Nguyễn. Cổ tin Chúa con mình cổ, rồi bị gia đình khước từ, nhưng mà vừa rồi ba cổ bệnh thì cổ mới về quê và cổ làm chứng, thậm chí là kết nối anh em trong gia đình để cùng cầu thai để cho ba cổ được chữa lành. Nhưng mà đang cầu nguyện như vậy thì thằng em út của cổ là dứt điện thoại luôn, không cho liên lạc kết nối với lại cái nhóm cầu nguyện. Và trong cái đợt này thì ba cổ mất. Tôi khuyên cổ là về. Thì cảm tạ Chúa một điều rất là lạ lùng anh chị em. Cô không tiếp cận với em của mình bằng cái cách nhìn phán xét, nhưng mà cô nói bằng cái tình yêu. Và cuối cùng bắt phụng em. Cô chụp hình thằng em, quay phim thằng em, ngồi đọc kinh thánh trong Luca đoạn 16 chỗ câu chuyện Lazarus và người giàu. Và trong cái chuyến đi vừa rồi cô làm chứng được 6 người tin nhận Chúa. Khi mình thay đổi, người ta chống đối, người ta quay trở lại, người ta bình vực mình. Và khi anh em tôi kêu gọi anh em để dự phần cho cái tang lễ đó, thì cô cầm tiền đó cô đưa cho mẹ của cô. Mẹ cô cảm động và khóc mừng. Ủa, những con người này đâu có liên quan gì với mình đâu mà tại sao lại dâng hiến cho mình nhiều vậy? Tổng cái tiền góp dâng hiến của Thánh Rema ở tại Sài Gòn này thôi thì đã trên 4 triệu rồi anh chị. Mà lúc đó tôi ứng trước 4 triệu, còn mấy trăm, 300 gì nữa là tôi sẽ gửi cho cô sao. Người ta cứ nhìn khác. Một lần nữa anh chị em ơi, đôi khi chúng ta, có nhiều khi chúng ta chịu đựng không nổi vì cái thái độ, cái điều này của người kia người nọ. Đó là chúng ta đang gọi là xác thịt, chọi xác thịt. Nhưng nếu Chúa, Ngài yêu chúng ta, Ngài dùng chúng ta, Ngài muốn chúng ta trở thành một tôi tớ của Ngài để hiệu quả, thì chắc chắn một điều rằng Chúa, Ngài sẽ chạm đến chúng ta bằng cách nào đó mà là siêu nhiên từ Ngài. Có thể một cái vết gì đó để anh chị em không còn trở nên kiêu ngạo nữa. Điều thứ hai, là ông bị bắt phục bởi cái khải tượng từ trời. Chúng ta xem ở trong Công vụ đoạn 26 câu 19. Công vụ 26 câu 19. Chúng ta đọc cùng nhau. Tâu vua Agrippa, từ đó tôi chẳng hề dám chống cự với sự hiện thấy trên trời. Thế sao Sao-lơ đã bị bắt phục vì cái ánh sáng lớn và vì cái sự hiện thấy ở trên trời, đó là khải tượng mà ông nhìn thấy. Có thể trước đây ông không tin, nhưng bây giờ ông thật sự được bắt phục. Trong quá trình hầu vị Chúa, có thể có những lúc chúng ta được Chúa Ngài bày tỏ khải tượng, mà với khải tượng đó nó sẽ đi theo suốt cả cuộc đời anh chị em.
và anh chị em đầu phục một cách hoàn toàn. Và anh em phải run sợ trước khải tượng đó. Run sợ mà không phải là run sợ trong sự sợ hãi đâu, nhưng mà run sợ trong sự gọi là bị phục hoàn toàn. Vì nếu không bởi Chúa thì không bao giờ có chuyện này đã ra đâu. Bao nhiêu người đã từng kinh nghiệm một cái khải tượng mà Chúa cho một cách cá nhân của chúng ta, mà từ đó chúng ta chịu đầu phục Chúa một cách hoàn toàn mà bước lên với Ngài, không trở lại con người cũ nữa. Đảm bảo Phaolô không trở lại con người cũ nữa. Bởi vì sao? Ông đã vượt cái sự bắt phục và bằng cái khải tượng từ trên trời. Mà khải tượng nó phải là khải tượng nha. Nó không phải là tưởng tượng. Tưởng tượng nó không có giá trị. Nó không có giá trị thuộc linh và không, Chúa không bảo vệ cái khải tượng, cái tưởng tượng đó. Nhưng nếu là khải tượng từ trời thì Chúa sẽ bảo vệ khải tượng đó cho anh chị tôi và anh chị em. Cho dẫu có thể có sóng, có thể có gió, có thể bị tù rạc, có thể làm bất cứ mọi thứ, cũng không thể nào giết được Phaolô. Không thể nào dập tắt được khải tượng của Phaolô. Bởi vì đó là một cái điều mà chính ông có một cái tương giao cá nhân của ông với Chúa. Đối với Joseph, dù cho bị quăng xuống hố, bị bán làm nô lệ, bị nói vu và bị quăng vô tù một cách không thương tiếc và bị quên lãng, nhưng mà có ai giết được khải tượng của Joseph không? Không. Không có ai có thể giết được khải tượng của anh chị em. Bởi vì khải tượng nó đến từ Chúa. Và nếu anh em càng còn vẫn còn yêu khải tượng nó, vẫn còn nuôi nấng khải tượng nó, thì chắc chắn một điều rằng do dẫu nhà tu cũng không thể dập tắt khải tượng cho em được. Hoặc là gì, sứ đồ Phaolô nói như thế này: cho dẫu có những cái điều như là hoạn nạn, khốn cùng, bắt bớ, đói khát, trần truồng, nguy hiểm hay là gươm giáo, cũng không thể nào phân rẽ anh em khỏi tình yêu của Chúa được. Ở trong Roma đoạn 8 câu số 35. Cho nên xin Cha giúp đỡ, chính khải tượng từ trời nó là một cái nhịp cầu và nó cũng là một cái gọi là giống như là ngọn hải đăng, một cái neo của linh hồn để anh em luôn liên tục bám lấy Chúa, đi theo Chúa, dầu cho có nghịch cảnh ở mức độ nào chăng nữa thì anh em vẫn có khải tượng đó, anh em không bao giờ bị sai lệch. Anh em biết người ta đi biển người ta nhờ cái gì để không bị va vào đó ngầm không? Hải đăng, ngọn hải đăng, nó giống như khải tượng vậy. Có thể có nhiều điều anh chị em vùi dập, có thể nó vùi dập về kinh tế, có thể nó làm tổn hại đến nhiều thứ cho anh chị em lắm. Nhưng mà có những lúc anh chị em cũng nản lòng mà muốn lui đi, nhưng mà lập tức Chúa làm cho khải tượng nó sống động trở lại. Và lúc bây giờ anh chị em phải tiếp tục bước đi. Tôi đã từng kể cho Thánh nghe rằng tôi có khải tượng là tôi đi Mỹ, rồi tôi đi châu Âu và tôi đi nghe. Hiện tại về phương diện thuộc linh, tôi đã đi được 3 châu này rồi. Tại vì trong cái lớp học kinh thánh mà tôi đã dạy, có những người ở Mỹ, có những người ở Đức, có những người ở Nga, có những người ở Thụy Sĩ, chúng tôi đã dạy rồi. Một ngày kia Chúa nói với tôi rằng là: con nhìn lại đi, trước mắt là cái khải tượng trong cái thuộc linh đó. Con đã có những con người đó, những anh chị em đó, họ học rất trung tín. Và mỗi buổi Chúa học rất trung tín. Thậm chí là vừa rồi tôi cho nghỉ tới một tháng. Họ nói: mục sư ơi, bộ nghỉ luôn hả mục sư? Tôi nói: không, học lại. Họ mừng quá, cảm ơn Chúa, được học nữa rồi. Họ mừng như vậy. Nhưng mà đặt chân tới châu Âu tôi chưa đặt chân. Đặt chân tới Nga tôi chưa đặt chân. Bây giờ mà đặt chân tới Nga là mệt. Cho nên không biết lúc nào đó Chúa kêu mình đặt chân tới đó. Nhưng mà đặt chân tới Mỹ tôi đặt chân được 2 lần rồi. Mà tôi còn, trong cải tượng tôi vẫn còn nhìn thấy điều này: Chúa sẽ đưa tôi đến Mỹ một thời gian dài để tôi được huấn luyện tại đó, và bắt đầu tôi trở về Việt Nam để huấn luyện. Và nói rằng là tôi đã đến Mỹ 2 lần, thật ra nó không phải là một cái kinh nghiệm gì lớn lao đâu. Nhưng mà tôi nói là nếu Chúa không gọi anh chị em, mà anh chị em đến đó chỉ có hưởng được phần xác thôi. Mục sư Tom, ngày 21 tây ổng đến đây để ổng có một ngày huấn luyện cho hội thánh của chúng ta, 21 tháng 3 này. Năm ngoái ổng mời chúng tôi đi ăn nói chuyện. Và trong cái nói chuyện tự nhiên ổng nói: anh có cái năng đề gì không? Chúng tôi cần chúng tôi cầu nguyện không? Mà tôi với vợ tôi nhìn nhau và cuối cùng tôi nói ra. Tôi nói: chúng tôi còn một cái phân vân. Tôi có một cái phân vân như thế này. Tôi đã có giấy tờ đi Mỹ. Nhưng tôi phân vân, tôi không biết là tôi nhờ đi hay tôi ở lại nữa. Ông nói: hãy nghe lời khôn ngoan từ Chúa. Tôi nhận lời khôn ngoan từ Chúa. Ông nói rằng: tôi có cái lương hưu của tôi. Tôi sống phè phận. Tôi có một căn nhà ở trên núi hàng cả triệu đô la. Và cái view biển rất đẹp. Tôi có thể đi du lịch chỗ này chỗ kia qua cái tiền hưu của tôi và vợ tôi. Không, tôi ăn cả đời không hết. Nhưng tôi bỏ nơi đó để tôi qua Việt Nam và tôi đến cái vùng Quảng Trị
Tôi hầu vì Chúa với những con người ở trong vùng đất đó, người đã từng bị chiến tranh đó. Tôi đã bỏ cái nơi tốt đẹp đó để tôi qua đây tôi hầu vì Chúa cho dân tộc của anh. Vậy thì anh đi đâu để anh hầu vì Chúa cho dân, cho anh đi đâu để nói là hầu vì Chúa? Năm 2022 tôi đã đi qua bên đó và tôi đã đến cái vùng đất mà tôi sẽ qua bên đó định cư, được bảo lãnh đi qua miễn phí và được trả lương 3 năm liên tục để chúng tôi ổn định thời gian và con cái của tôi. Nhưng với câu nói của ông đó, thì tôi vợ tôi nói rồi, cảm ơn ông, tôi đã có câu trả lời. Và tôi quyết định tôi dừng cái hồ sơ lại. Không phải là tôi hay đâu anh chị em. Tôi thấy một sư Tuấn ở bển gửi hình gửi này kia về, mình mỗi lần gửi một cái tôi bực lắm, tôi muốn định không muốn xem. Tại sao biết không? Tại ông sướng. Ông ở đó ông sướng. Mình đây ông bỏ lo công việc của Hội Thánh ở đây, ông bỏ làm mất cánh tay rồi giờ buộc sang Hào nữa. Đi đâu? Có đi Mỹ Tho. Thì thầy đi, nhưng mà đi là chỉ là đi về chứ không bao giờ không có đi luôn. Không vì Chúa ở Việt Nam trong này luôn. Và làm sao tôi củng cố cho Hội Thánh của Chúa vững vàng, phải có tư cách pháp nhân, có người đại diện đàng hoàng Hội Thánh các nơi, có cái giấy tờ sinh hoạt đàng hoàng. Thì lúc đó tôi sẽ đi tu nghiệp chứ không phải là tôi đi. Tôi thích, tôi thiệt sự. Nó sống ở Mỹ thì rất là đáng sống anh chị. Phải nói là bầu không khí tốt rồi, cái gì nó cũng tốt hết. Nhưng mà con cái hầu vì Chúa không được, không có nhiều. Tuần, tháng giảng được 4 bài giảng. Muốn đi thăm viếng chăm sóc không dễ chút nào. Ở đây tôi nói là tôi vừa đi trong chuyến Tết tôi về, tôi cũng được gần chục người tin nhận Chúa. Mấy anh em trong lớp học, thầy ơi nghe thấy thèm quá. Ở đây ngày xưa còn gõ cửa từng nhà để mà giảng. Bây giờ gõ cửa nó đá mình luôn, mở cửa nó đã bắn mình luôn. Bên chúng tôi khó hầu vì Chúa lắm. Cho nên tôi nói cho em, nếu Chúa không kêu gọi thì chúng ta không có đi, không có rời khỏi cái nơi mà Chúa gọi. Tôi không phải nói rằng ở Việt Nam là hoàn toàn đúng, hay là ở Mỹ là sai. Nhưng mà Chúa có gọi chúng ta, có đặt để chúng ta trong vị trí đó hay không? Tôi vẫn nắm bắt cái khải tượng mà Chúa cho tôi đó. Tôi thấy tôi đi trên một cái chuyên cơ đặc biệt mà chỉ có tôi với cái người phi công thôi. Tôi ngồi kế bên phi công. Và người phi công đó tôi không nhìn thấy hình ảnh, có tiếng nói, có dáng người, nhưng mà tôi không biết người đó là ai. Và người đó đưa tôi để đi được huấn luyện. Và có tiếng nói rõ ràng, nói gì? Tôi đưa anh đến đây để huấn luyện và anh sẽ trở về để hầu việc Chúa Trời tốt hơn. Tôi không biết đó là thời điểm nào. Nhưng thực sự tôi nói thật chị bạn em, tôi qua bên đó là toàn là mình huấn luyện người ta không mà, chứ không phải là mình được huấn luyện. Tôi đi qua huấn luyện những cái điểm nhỏ, rồi có những hội thánh tổ chức huấn luyện, tôi huấn luyện họ, chứ không phải là huấn luyện tôi. Nhưng mà cũng có thể là cái môi trường mà mình huấn luyện những người đó thì Chúa lại dùng cái môi trường đó lại huấn luyện ngược lại mình. Vấn đề ở chỗ là gì? Trở lại vấn đề là gì? Đừng bao giờ quên khải tượng từ trời cho cá nhân của chúng ta. Nói như vậy không phải là những người đi Mỹ là sai nha. Một sư Lâm có muốn đi thì cứ đi. Còn ai muốn đi nữa không? Mấy anh em ở trên Lộc Hưng nói như vậy nè. Một sư Đức có quản nhiệm Lộc Hưng, xong cho một sư đi Mỹ. Cái giao cho một sư Tuấn quản nhiệm, cho một sư Tuấn đi Mỹ. Rồi giờ tới giao cho tôi quản nhiệm. Giờ tôi quản nhiệm, tôi là kim quản nhiệm. Họ nói rồi, một sư đi nữa. Rồi, bây giờ chúng ta đến cái phần thứ hai của cái bài học này. Đó là được thanh tẩy và đầy dẫy Đức Thánh Linh. Chúng ta thấy Chúa đã dùng một con người rất là bình thường như là một Anania để cầu nguyện cho một Saul. Anania chỉ là một môn đồ và dường như ông không có tiếng tăm gì cả. Chỉ là một môn đồ rất bình thường. Và Chúa nói, Anania, thưa rằng là Chúa có con đây. Chúa nói, hãy trở dậy đi lên đường gọi là đường ngay thẳng, tìm tên Saul người Tạc Sơ ở nhà Judah vì người đang cầu nguyện. Và Chúa kêu Anania đến đó làm một công việc là hãy đặt tay trên người để cho người được sáng mắt lại. Và đầy dẫy Thánh Linh. Ngài dùng một con người rất là bình thường để cầu nguyện cho một người phi thường trong tương lai. Giả sử như anh chị em có thể là một người bình thường, nhưng chúng ta làm chứng cho một người đã tin Chúa, một người đã được Chúa ngài dùng trở thành một người nổi tiếng Việt Nam, thì anh chị em nghĩ điều đó là tuyệt vời không? Đôi khi chỉ cần một người đó thôi, đôi khi chỉ cần một lần cầu nguyện cho cái ông đó thôi mà Chúa đã thay đổi ông đó.
để ông đó trở thành một con người hầu việc Chúa thật là hiệu quả. Gặp hàng ngàn lần Anania, gặp hàng chục ngàn lần Anania. Nhưng mà chúng ta thấy Anania phải trả một cái giá để vâng lời phân phục. Không đơn giản. Chúa ơi, ông còn biện luận nghe Chúa ơi, cái ông này nghe nói bắt bớ đạo Chúa lắm mà, bây giờ Chúa kêu con đây chẳng khác nào nộp mạng. 10 năm về trước có ai kêu lại cầu nguyện cho ông Trương Văn Lâm này, có ai dám cầu nguyện không? Hơn 10 năm một xíu ha. Có ai dám cầu nguyện không? 15 năm. Có ai dám cầu nguyện cho ông này để cái ông này trở thành người hầu vị Chúa không? Không. Nhưng mà không biết ở đó ai đâu, ai cầu nguyện cho một sư để cầu nguyện là tin Chúa ha. Bao nhiêu năm mà trước đó. Dạ. Chuyên phá án. Bắt bớ những người coi như là hỗ trợ cho những người cho mình bên an ninh để bắt bớ đầu Chúa. Nhưng mà cảm tạ Chúa là Chúa đã bắt phục. Chúa đã bắt phục. Cho nên đôi khi chúng ta thấy, tôi không biết cái người nào là cái người đã dẫn ông này để tin Chúa. Có thể cái người đó có thể bây giờ là không có thành công trong chức vụ của Chúa. Nhưng mà họ, cái ông đó đã thành công để đưa cái người này để đến gặp Chúa và trở thành người hầu của Chúa. Có thể chúng ta là người vô danh tiểu tốt, có thể chúng ta không là gì cả, nhưng mà Chúa nói, Chúa kêu chúng ta hãy đến cầu nguyện cho một cái ông đó thì sao? Cái ông có đủ thẩm quyền để có thể giết người đó thì sao? Cái ông mà phải nói rằng là nhìn là kinh tởm mà đáng sợ đó thì sao? Nếu chúng ta vâng phục thì Đức Chúa Trời Ngài hành động. Anania đã sẵn sàng vâng phục, mặc dù ông có biện luận với Chúa về điều đó, nhưng ông đã vâng lời và ông đi đến. Có bốn điều mà khi Anania đặt tay trên Saul và Saul được biến đổi. Điều thứ nhất là ông được sáng mắt. Câu 17. Anania bèn đi vào nhà rồi đặt tay trên mình Saul rồi hỏi Saul: Chúa Giêsu này đã hiện ra anh trên con đường gì đến đây? Tại sao tôi đến đây hầu cho anh được sáng mắt lại? Vì sao? Vì cái việc mà ông nhìn thấy ánh sáng từ trời đó và ông bị mù. Ở trong câu 8, Saul trở dậy khỏi đất, mắt dẫu mở nhưng không thấy chi cả. Người ta bèn cầm tay người dắt đến thành Đa-mách. Người đó trong 3 ngày chẳng thấy, chẳng ăn và cũng chẳng uống. Và ông đã bị mờ con mắt này. Kinh Thánh nói là gì? Là con mắt dẫu mở nhưng mà ông không thấy được những gì xung quanh. Mà bây giờ thì Anania đặt tay lên và nói là anh được sáng mắt. Điều đầu tiên là được sáng mắt. Tôi sẽ nói đến tại sao mắt ông nó bị mù như vậy. Về một cái phương diện thì ông là một người Pharisee, cho nên người Pharisee họ lấy cái tiêu chuẩn của luật pháp làm cái màn che mặt. Cho nên cái điều thứ hai ở đây, được sáng mắt bao gồm thanh tẩy ông khỏi cái màn của cựu ước. Chúng ta xem ở trong sách Côrintô thứ nhì chương 3. Côrintô nhì chương 3. Từ câu 13 ghi như thế này: chúng ta chẳng làm như Môi-se lấy màn che mặt mình, hầu cho con cái Israel không trông thấy cuối cùng của sự sáng láng phải qua. Nhưng lòng họ đã cứng cỏi, vì đến ngày nay khi họ đọc cựu ước, cái màn ấy vẫn còn chưa cất khỏi. Bởi chân ấy là trong Đấng Christ mà cái màn đó biến đi. Như vậy chúng ta thấy rằng là gì? Saul đã bị cái màn của cựu ước che khuất. Trong câu 16, khi họ trở lại cùng Chúa thì cái màn đó mới cất khỏi. Vậy thì với cái sự đặt tay của Anania, thứ nhất là mắt của ông sáng lại, thứ hai là cái màn của cựu ước đó được lột ra khỏi ông. Điều thứ ba, đó là cái vảy, có một cái vảy rớt xuống. Cái vảy đó là gì vậy? Cái vảy đó, chúng ta trở lại ở trong đoạn 9 câu 17-18 thì cho chúng ta thấy rằng là có cái vảy, tức thì có cái chi như cái vảy từ mắt người rớt xuống thì người được sáng mắt rồi trở dậy và chịu phép bắt tay. Nào, anh chị em thấy cái vảy này là gì ạ? Cái vảy trên mắt của Phaolô là gì? Của Saul. Chính vì cái vảy này mà ông không thấy đường, mặc dù mắt vẫn mở. Giống như chúng ta nói là những người bị cườm hả? Không phải. Cái vảy này không phải là cường. Thì cái vảy này là gì ạ? Cái vảy này chính là tâm trí cũ. Đó là tâm trí cũ của Phaolô, của Saul. Mắt ông vẫn mở nhưng ông thấy.
và có chi như là cái vảy lột cái tâm trí cũ xuống. Anh chị em nhớ Chúa Giêsu, xin lỗi, Phaolô đã từng dạy cái điều này, nói là chúng ta được cắt bì trong Ngài, đó là lột bỏ cái gì? Cái tính xác thịt của chúng ta. Tại căn phòng này, năm 2012 tôi đã được lột bỏ cái đó. Lúc đó bà giáo sư Omray có 5 ngày bộ linh. Tôi nhớ tôi ngồi ngay cái chỗ cái góc này. Tôi là người đứng ra tổ chức. Mà khi bà giảng ở trong Côn Tô Nhất Đồng Ba, Côn Tô Nhị Đồng Ba này. Mà tôi ngồi tôi rất khó chịu. Bà này giảng cái gì vậy ta? Tôi dự định tôi đứng lên tôi giật cái micro mà. Trong lòng tôi đó nha. Tôi dự định tôi giật cái micro và tôi nói là ngưng bà lại, không cho bà giảng nữa. Thì tôi vừa dừng chuẩn bị đứng lên, tự nhiên cái bà dừng lại. Bà nói, thưa anh chị em, đừng vội ném đá tôi, hãy nghe tiếp. Bà chậm chút nữa là xong rồi. Bà thấy tôi ngồi lại, tôi ngồi trong lòng hậm hực. Bà càng giảng ở trong Côn Tô nhiều động ba, cái chỗ nói là chức vụ của sự công chính và chức vụ của định tội nó hết rồi, đã biến đi rồi. Mà đến cái chỗ mà gần tới cái chỗ là nhìn xem Chúa như vinh hiển, qua vinh hiển bởi Chúa là Thánh Linh, những chỗ này nè. Thì lúc đó trước khi bà chia sẻ tới chỗ này, cái màn của ước trên tôi vẫn còn. Tại tôi là người giảng về sự phán xét rất mạnh, tôi giảng về sự định tội rất mạnh. Hồi trước họ thánh nhóm lại trong mùa sư Eli trong ngã ba bầu này, nhóm lại 40 người, tôi giảng riết còn có 11 người. Thấy giỏi không? Mà khi mọi người bỏ đi tôi mới nói vậy nè, tôi biện minh là gì? Chúa sàng lọc. Tôi giảng về luật pháp coi như là một sợi tóc trẻ làm bốn. Từng chút một lên án định tội chí chích. Mọi người vô thờ vượng Chúa rất là vui mừng. Nhưng ra khỏi nơi hội thánh thì cái đầu gục xuống, không dám ngất đầu lên. Tại vì thấy mình lúc nào cũng đầy tội. Đúng hay sai? Đúng. Tội răng ràng đó mà còn chối gì nữa. Nhưng mà trong cái dạy đó không có ân điển của Chúa. Không ai chịu nổi hết. Xin lỗi, mình còn chịu không nổi, mình nó sẽ đừng như người khác chịu. Nhưng mà tại ở đây, khi bà giảng tới phần cái chỗ mà cái màn của cuộc ước, tự nhiên tôi nghĩ, phải chăng mình có cái màn? Phải chăng tâm trí mình có cái màn? Nhưng mà lúc đó tôi vẫn kháng cự lại. Tôi nói rõ ràng tôi học lời Chúa, tôi giảng, tôi có kinh thánh, bảo chứng này cái đủ thứ hết. Lần thứ hai tôi lại tiếp tục, tự nhiên lòng tôi đã xoay trở người rồi. Tôi nhóm người lên rồi, và tôi đứng dậy rồi. À, bà dừng lại, bà nói, xin đừng vội phán xét tôi, xin nghe tiếp. Tôi ngồi xuống lần thứ hai. Và tới lần thứ ba khi bà giảng là hãy để mặt trần mà nhìn xem Chúa như trong gương, thì sẽ hóa ra một ảnh tượng Ngài từ vinh hiển đến vinh hiển. Như bởi Chúa là Thánh Linh, chỉ có Thánh Linh của trời mới làm cho chúng ta được giống Chúa. Lúc bây giờ tôi nói, Chúa ơi, con muốn giống Chúa, mà không phải giống Chúa bằng cái năng lực của con. Nhưng Chúa ơi, con muốn giống Chúa bởi Thánh Linh. Chúa ơi, xin nếu thật sự có cái màn cựu ước, xin hãy lột ra khỏi con ngay bây giờ. Anh chị em có tin ông ngày trước? Tôi từng tranh chiến với cái đầu của mình, cầu nguyện coi như là đập đầu xuống gối, không dám đập đầu vô tường. Chúa ơi, sao thậm chí con đầy dậy những cái tư tưởng xấu vậy? Đủ thứ hết, kiện ăn cầu nguyện làm đủ cách hết, nhưng mà trong tâm trí mình vẫn chứa đựng những tư tưởng xấu, vẫn thù cái người đó, ghét người đó và ghim ở đó chờ mà quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Cái màn cựu ước còn, và tôi đã được bắt phục. Sau đó tôi quyết định, tôi cầu nguyện, đại Chúa, ngay bây giờ tôi khước từ những cái linh định tội, tiếng nói định tội và chức vụ định tội. Tôi còn đón nhận cái chức vụ công chính của Thánh Linh trên con, và xin chính Thánh Linh hãy biến đổi con để con từ vinh hiển qua vinh hiển. Không phải sức của con nữa, nhưng bởi Thánh Linh. Tôi đáng cầu nguyện như vậy. Tôi thấy có một gì đó giống như là chúng ta thấy cái người mà từng là ngày xưa họ đeo cái mặt nạ. Tôi thấy có một cái bàn tay cầm như vậy mà lột tôi vẹt một cái. Nó bay một cái vèo ra trong thuộc linh, tôi cảm nhận nó rung cái phòng này luôn. Và tâm trí tôi hoàn toàn được sáng. Và tôi nói cái điều mà Chúa đã lột cái tâm trí của tôi, Chúa lột cái màn ra khỏi tôi, để tôi có thể nhìn thấy ánh sáng, những lẽ thật ngày hôm nay mà nhiều lớp học sau này, khóa này, các khóa sau học, họ được giải phóng bằng quyền năng của Thánh Linh.
bằng quyền năng của lời Chúa. Bây giờ chúng ta hãy xem xét lại, có cái màn của ước nào trong chúng ta không? Có cái màn định tội nào trong chúng ta không? Có cái màn lên án, phán xét nào trong chúng ta khi chúng ta nhìn anh em của mình không? Tôi không lột anh em được, nhưng mà Thánh Linh lột được. Cái vảy đó, đó nó có một tí xíu thôi nha, nhưng nó đã cản trở để Phaolô có thể nhìn thấy được. Sáng nay xin Chúa cho chúng ta đạo phục Chúa. Chúa ơi, hãy lột con đi, lột cái màn của ước này ra khỏi con đi. Những con cái vảy nào nó đang che khuất con, Chúa ơi, trong danh Chúa Giêsu nó phải rớt xuống. Con không nhìn anh em con qua cái vảy này nữa, con không nhìn em một cái màn che mặt nữa, mà con nhìn em qua Thánh Linh của Đức Chúa Trời, đi từ vinh hiển lên vinh hiển, nhìn thấy sự vinh quang của Chúa trên anh em, nhìn thấy những cái lẽ thật của Chúa được chạm đến trên em, nhìn thấy được sự thay đổi từ trên em, nhìn thấy những cái điều tốt lành từ anh em. Con không nhìn thấy cái yếu đuối của anh em nữa, con không nhìn thất bại của anh em nữa, nhưng mà con nhìn thấy những cái ta lưng, những ơn mà Chúa đang dùng anh em. Hãy để Chúa ngài lột chúng ta anh chị em. Bản thân chúng ta không tự lột, nhưng mà chúng ta công bố trong danh Chúa, Chúa ơi, con đồng ý để ngài lột con. Và chỉ có ngài lột một lần đủ cả, và anh chị em sẽ thấy sự sáng đến, và chúng ta bắt đầu nhìn thấy lẽ thật của Đức Chúa Trời, nhìn thấy sự mầu nhiệm của Chúa. Sứ đồ Phaolô kể từ đó ông được đầy dẫy Thánh Linh, cho nên cái vảy nó phải rớt xuống thì đầy dẫy Thánh Linh mới được trên chúng ta. Anh chị em có ơn chứng của Thánh Linh không? Tôi và anh chị em có ơn chứng của Thánh Linh, chúng ta được cứu, chúng ta cũng có thể sống để sống nhất định. Nhưng nó khi cái đời sống nhất định đó chính là cái sự phân biệt điều thiện và điều ác bằng cách nỗ lực của chúng ta mà thôi. Có thể yêu thương một ai đó, chỉ có yêu thương một cái số người nào theo cái tiêu chuẩn mà mình cảm nhận được, nhưng chúng ta không thể yêu thương tất cả. Sau lời đã được thay đổi, ông được dạy đặt đầy Thánh Linh. Mà cái điều bước thứ ba con này là ông bắt đầu rao giảng. Rao giảng cái gì anh chị em? Chúng ta trở lại ở trong công vụ. Tôi sẽ đi nhanh con này. Ông rao giảng cái gì? Câu số 20, người liền giảng dạy trong các nhà hội rằng Đức Chúa Giêsu là con của Đức Chúa Trời. Đây là trọng tâm của sự giảng. Điều này quá linh động như thế nào? Trong Giăng Ít đoạn 4 câu 14, 15 chúng ta đọc cái này không? Giăng Ít đoạn 4 câu 14, 15 chúng ta cùng đọc. Chúng ta lại đã thấy và làm chứng rằng Chúa Cha đã sai Chúa Con đặng làm của Chúa Thế Gian. Ví bằng có ai xưng Đức Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời ở trong người và người ở trong Đức Chúa Trời. Trong Giăng Nhất đoạn 5 câu 11, 12 nói như thế này: lời chứng ấy tức là Đức Chúa Trời ban sự sống đời đời cho chúng ta, sự sống ở trong con ngài. Ai có Đức Chúa Con thì có sự sống đời, ai không có con Đức Chúa Trời thì không có sự sống. Chúng ta cảm tạ Chúa vì chúng ta tin đến danh con một của Đức Chúa Trời là Giêsu. Anh chị em có tin Chúa Giêsu là con của Đức Chúa Trời không? Phaolô đã giảng dạy Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời. Trước đó về Pharisee, ông không tin Chúa Giêsu là Đấng Mêsia, không tin Chúa Giêsu từ trời xuống, không tin Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời. Nhưng khi ông chịu bị bắt phục và ông được đầy dạy Thánh Linh thì bắt đầu ông giảng Giêsu Christ là con của Đức Chúa Trời. Bắt đầu cả cuộc đời không ông của ông không nói về những cái huy hoàng của mình nữa, mà cả cuộc đời bắt đầu tôn cao Chúa Giêsu. Một người đầy dạy Thánh Linh là người chỉ sống với một mục đích duy nhất là tôn cao Chúa Giêsu. Cả đời sống của người đó, từ lời ăn tiếng nói, từ hành động, từ ở trong hội thánh, từ ở nhà ra ngoài ngõ, đều là tôn cao Chúa. Họ không phải tôn cao Chúa ở trong nhà thờ thôi, nhưng họ tôn cao Chúa trên cái hành trình sống của mình, kể cả trong công việc làm, kể cả trong các mối quan hệ, họ nói những lời cao trọng của Đức Chúa Trời. Cảm tạ Chúa, một con người kỳ diệu, từ kẻ bắt bớ, Chúa đã biến đổi để ông trở thành một chứng nhân đắc lực cho Chúa Giêsu. Tôi và anh chị em khác Phaolô. Nếu chiếu theo một góc độ, tôi và anh chị em hơn Phaolô không? Hơn. Có thể chúng ta chưa từng giết ai, chưa từng bắt bớ ai, nhưng thưa anh chị em, cho dầu xuất phát điểm của anh chị em là người hoàn hảo hay là không hoàn hảo, nhưng tất cả đều được Chúa bắt phục, đều được Chúa tỉa sửa để sai trái hơn, để kết quả cho vương quốc của Đức Trời hơn. Và cả cuộc đời tôi và anh chị em phải làm sáng danh Chúa. Amen chị em.
Hãy làm sáng danh Chúa. Đừng quan tâm đến nhiều quá khứ, nhưng hãy bắt đầu từ cái cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay. Chúng ta sẽ làm sáng danh của Chúa. Cả cuộc đời chúng ta làm sáng danh Đức Chúa Trời. Amen. Chúa ban phước cho hội thánh. Hallelujah. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.